Rồi ok, xin chào anh em đã đến với kênh game mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Về series những cái trận đấu hay thì ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển anh em đấy sang một cái server khác anh em ạ, để cho nó đổi mới đi. Chứ trước từ trước đến giờ thì vẫn cứ gửi tới anh em những cái trận đánh của bên server châu Âu, bên server Việt Nam và bên server Trung Quốc anh em ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang bên server Hàn Quốc anh em ơi, với ký hiệu là K và T, KT nha anh em nhé. Và đối với bên server Hàn Quốc thì khi mà anh em chơi ở bên server Hàn Quốc thì thực tế là nó cũng như ở bên xe vào châu Âu thôi, cũng khá là khó để cho dân cày và nông dân anh em có thể chơi được. Và hiện nay thì cũng đã gom đấy, các cái server ở bên server Hàn cũng gộp server và sau đó là cũng đưa vào các server đầu, cũng kẹp với các server phía sau để vào chung một cụm PVP đấu trường thế giới anh em ạ. Và hiện nay thì bên server Hàn thì mình thấy là vẫn là top 8 người chơi thôi, chứ không phải là top 3 hai người chơi gì đâu, vẫn là top 8 người chơi ở trong một cái cụm đấy để đưa vào tranh giải PVP đấu trường thế giới anh em ạ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiêu điểm của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em một trận đấu bán kết của bên server Hàn, chứ không phải là trận đấu chung kết nhé. Nếu trong sau video này anh em có nhu cầu xem cái trận đấu chung kết thì mình sẽ check cho anh em trận đấu chung kết. Bởi vì trận đấu chung kết thì hiện nay giữa hai người chơi là top 1 và top 2 lực chiến ở bên server Hàn luôn. Mình đã check qua rồi. Đây anh em ạ, mình sẽ giới thiệu với anh em luôn cái bảng xếp hạng bên server Hàn hiện nay. Thì người chơi top 1 bạn ấy đang đến từ server 61 và lực chiến là 17.140.000, và người chơi top 2 hiện nay là đang đến từ server là 51 với lực chiến đó là 15.670.000. Người chơi top 3 thì hiện nay đang đến từ server 1 với lực chiến là 14.520.000, và cả ba người chơi này thì hiện nay đều ấy vào top 4 những người chơi ở trong cái giải PVP đấu trường thế giới ở bên server Hàn. Đây anh em có thể thấy này, đây KT61 này là người chơi top 1 này, và người chơi K51VV này ngay đến từ là top 2, và người chơi đấy, người chơi top 3 này này anh em ơi, người chơi Snake đến từ K1 này này. Đấy thì anh em có thể thấy, nếu anh em cần check thì mình sẽ check cho anh em trận đấu chung kết. Tại vì sao hôm nay mình muốn gửi tới anh em trận đấu bán kết 2, lý do là bởi vì ở đây cả hai người chơi của chúng ta, người chơi Zoro và người chơi Snake của chúng ta thì đều có em tướng Captain A, và Captain A của cả hai bạn ý thì đều full SP 16 rồi anh em ạ. Như vậy là ở bên server Hàn thì thực tế là các người chơi là ưa chuộng em tướng Captain A hơn, và mình thấy là ăn chơi hơn rất là nhiều, bởi vì là mình thấy là các team của các top thì các bạn ý là đều có em tướng Captain A SP 16 luôn. Nếu như ở bên server châu Âu thì chỉ được lác đác một vài người chơi có SP 14, SP 15 thôi, thì bên server Hàn thì khá là nhiều người chơi hiện nay đang có SP 16 anh em ạ. Và xem em tướng F Captain A của chúng ta thể hiện nhé. Ok, mình sẽ gọi hai người chơi này. Đầu tiên là người chơi Zoro ấy, với ba team của bạn ý là 11.8, 15.4 và 10.5 triệu. Như vậy là em tướng Captain A đối với người chơi Zoro thì bạn ý đang để ở team số 1, và đối thủ của bạn ý người chơi Snake, hiện nay Snake thì bạn ý đang để con tướng Captain A ở trong team số 3, và lực chiến của người chơi Snake là 10.3 này, 11.2 và 13.7. Như vậy là lực chiến thì hiện nay là người chơi top 3 thì đang thua hơn khá là nhiều đấy so với người chơi top 2 lực chiến. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay. Và trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là người chơi Snake của chúng ta sẽ xuất phát ở bên trái màn hình của anh em nhé. Ok, như vậy là người chơi Snake của chúng ta đúng như vậy là đã xuất phát ở bên trái màn hình của anh em, với đội hình là Bartolomeo, Rainen thời trẻ, Jinbei, Siki và em tướng Zephy, với hai em tướng full SP 16 là em tướng Jinbei và em tướng Rainen thời trẻ nhé. Đối với người chơi Zoro của chúng ta thì xuất phát từ bên phải màn hình của anh em, và đặc biệt là có em tướng Captain A hiện nay SP 16 luôn và đang được xếp ở hàng sau, cùng với đó là em tướng San tóc đỏ của chúng ta cũng xếp ở hàng sau. Như vậy là sau khi A của chúng ta ulti thì San tóc đỏ cũng sẽ được nhận cái buff là tăng 25% sát thương nhé. Tiếp theo là với hai em tướng tanh là Saibok Kuma cùng với em tướng Luffy Zephyr và em tướng Rainen thời trẻ cũng full SP. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng chờ đón các cái pha ulti của em tướng Captain A. Tiêu điểm tướng của chúng ta sẽ là em tướng Captain A nhá. Ok anh em nhé, đầu tiên sẽ là pha ulti của em tướng San tóc đỏ trong team của người chơi Zoro với 1.5 triệu, và cái lượng sát thương nó thấp như này thì chắc chắn là nó sẽ gây thêm một đòn đánh tiếp theo nữa anh em ạ. Và với bao nhiêu đây, như vậy ở trong đòn liên kích thứ hai là 10.500.000 sát thương anh em ơi, và tiếp tục liên kích lần 3 luôn. Đấy, như vậy là San tóc đỏ là một trong những cái con tướng mình đã vẫn là trao đổi với anh em là nó có khả năng là gây ulti 3 lần liên tục rồi. Ok, sau Kuma thì chúng ta sẽ cùng đến với đòn ulti đầu tiên của A full SP 16 bên server Hàn, không biết là lượng sát thương sẽ được bao nhiêu. Như vậy là nổ đam rất là đẹp luôn, 8 triệu sát thương, và tiếp tục là gây đam bạo kích tiếp theo luôn anh em ạ.
pha ulti của Rainer thời trẻ sẽ có một pha phản kích đến từ ơi đấy anh em ơi, anh em thấy chưa? Đấy, sau khi em tướng Captain A của chúng ta sử dụng đòn đánh ulti ấy, kết thúc cái turn của nó, nếu như nó bị nhận sát thương bởi các cái con tướng của team đối phương ở trong cái turn ulti của nó nhá, thì nó sẽ phản kích một bằng một đòn đánh unknown ấy, với 404% sát thương. Và vừa rồi anh em có thể thấy là Captain A của chúng ta ấy sử dụng một cái đòn phản kích ấy, một cái đòn phản kích bằng đòn đánh unclone với 14.700.000 sát thương. Đấy, anh em thấy chất lượng chưa? Một phát là Rainer thời trẻ lên đường. Ok luôn anh em ạ, rất là chất lượng và rất là tuyệt vời luôn nha anh em nhé. Ok, đây chúng ta được thấy một pha phản kích bằng đòn đánh ulti đến từ vị trí của Nico Robin. Và chúng ta cùng chào đón team số 2. Team số 2 của người chơi S-Snake của chúng ta với một em tướng tanh là Cyborg Kuma. Hai em tướng sát thương là San Tóc Đỏ này, Robin và hai em siêu búp, đó chính là em tướng Diva Uta và em tướng Wanomako. Đấy, không biết là trong team của người chơi S-Snake với em tướng Cyborg Kuma thì bạn ấy có bui phản sát thương hay không. Đấy, nhưng mà ít nhất là các con tướng trong team của người chơi S-Snake sẽ được búp là 25% phản sát thương. Đấy, còn lại không biết là có các cái rune và Haki phản sát thương hay không, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng để ý các em tướng trong team của người chơi Zoro, Oni Zoro của chúng ta gây đam. Nếu như nó bị tụt máu thì chứng tỏ là các em tướng trong team của người chơi S-Snake là có được bui nhiều về cái phản sát thương nha anh em nhé. Pha ulti đầu tiên của San Tóc Đỏ của người chơi S-Snake với 5.2 triệu và sẽ có liên kích anh em ạ. Tiếp tục, đấy, chúng ta có thể thấy là San Tóc Đỏ bên server Hàn mình thấy là hiện nay đang thể hiện tốt hơn San Tóc Đỏ ở bên server châu Âu anh em ạ. Bên server châu Âu tính đến thời điểm hiện tại ấy, thì mình thấy có vẻ là đuối hơn ấy, so với bên server Hàn rồi. Nhìn cái top xếp hạng lực chiến ấy, tính đến thời điểm hiện tại và top xếp hạng lực chiến so với bên server châu Âu thì khả năng bên server Hàn hiện nay đang trội hơn khá là nhiều so với bên server châu Âu. Và bên server Hàn thì khả năng có thể là ngang ngửa với bên server Trung Quốc rồi ấy, bởi vì bên server Trung Quốc hiện nay top 1 hiện nay các bạn ấy cũng được là trên 17 triệu lực chiến, và top 1 bên server Hàn hiện nay cũng là trên 17 triệu lực chiến anh em ạ. Bên server Việt Nam thì tuần tới này sẽ chính thức là update một cái tính năng cuối cùng của con game kho báu truyền thuyết tính đến thời điểm hiện tại, đó là cái vỏ sò này khảm cái thần khí vào cho từng con tướng và nâng cấp thức tỉnh trang bị, thì cái này nó sẽ nâng cái lực chiến của các người chơi bên server Việt Nam rất là nhiều. Bởi vì hiện nay là bên server Việt Nam nếu như top 1 ví dụ như bạn Moon đúng không, thì hiện nay lực chiến của bạn ấy là khoảng trên 12 triệu lực chiến rồi. Đấy, khoảng sấp xỉ 12 13 triệu lực chiến, thì sau khi có các tính năng đó thì chắc chắn là team của các người chơi bên server Việt Nam sẽ đạt ngưỡng là 14 15 triệu sẽ rất là nhanh chóng thôi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cùng chờ đón các đòn tấn công tiếp theo của Captain A. Như vậy là 4 triệu 9 sát thương đến từ đòn đánh kỹ năng 1 và tiếp tục liên kích 2 triệu 9 anh em ạ. Các đòn đánh thường của Captain A của chúng ta gây ra các cái lượng sát thương cũng rất là thấm luôn. Anh em cứ để ý nhá, mình đã xem qua một số trận đánh có A của bên server Hàn rồi. Con tướng A này thể hiện là khi mà nó đam thương anh em ạ, nó nổ đam bạo và tụt máu cũng rất là cao luôn. Ok. Trận đấu của chúng ta tiếp tục bước sang turn số 4 và đầu tiên sẽ là pha ulti của Rainer. Và như vậy là sau pha ulti của Rainer thì mình thấy là Rainer có bị tụt máu nha anh em nhé. Tiếp tục là pha ulti của San Tóc Đỏ này. Rồi 3 triệu 6 sát thương. Ok, và đón nhận luôn một pha phản kích từ đòn đánh ulti với 11 triệu 600 nghìn sát thương đến từ Nico Robin anh em ạ. Và anh em thấy một điểm rất là hay là sau khi Nico Robin vừa rồi phản kích bằng đòn đánh ulti ấy, thì máu của nó tụt xuống là bằng 1 điểm luôn. Ok. Pha ulti tiếp theo của Captain A trong trận đấu số 2 của chúng ta với bao nhiêu đây? Với 3 triệu 7 sát thương. Và bây giờ liệu có con nào dính đòn phản kích của em tướng Captain A hay không thì chúng ta sẽ cùng phải chờ. Đấy, đây hiện nay đang là turn ulti của em tướng Captain A trong turn 4 nha anh em nhé. Hơn 9 triệu sát thương đến từ đòn đánh ulti của em tướng Luffy Zephyr của chúng ta. Và tiếp tục liên kích lần 2. Bao nhiêu? Lần này sẽ là 6 triệu 3. Anh em có thể thấy một em tướng tanh nhưng mà với khả năng là gây lượng sát thương dựa trên lượng máu đã mất và lượng máu hiện có của em tướng Luffy Zephyr cực kỳ là chất lượng luôn. Như vậy là đã kết thúc turn 4 và chúng ta chuyển sang turn số 5 rồi anh em ơi. Ok, hiện nay nếu không nhầm thì em tướng A của chúng ta đang có một cái dấu ấn unclone nếu mình không nhầm. Rồi, đây sẽ là pha phản kích 11 triệu 100 nghìn sát thương. Đấy, tiếp tục là pha sử dụng kỹ năng 15 triệu 900 nghìn sát thương đến từ vị trí của San Tóc Đỏ anh em ạ. Rất là chất lượng luôn. Ok. Như vậy là hiện nay thì A của chúng ta vẫn đang có một cái dấu ấn unclone nếu mình nhớ không nhầm. Nếu mình không nhầm, để mình check xem nào. Ok, như vậy là nó đã mất rồi.
Và đây ăn clone file đây, như vậy là phản cắt phản kích bằng loạt anh ulti khi mà A của chúng ta vẫn còn cái dấu ấn ân clone đây này. Đấy, cái dấu ấn kiểu như đốm nửa hình cây đuốc, thì nếu mà nhận sát thương thì A của chúng ta sẽ có phản kích bằng đòn đánh ulti nha anh em nhá. Ok rồi, nào phản kích đấy anh em ơi, 12.400.000 được chưa? Rất là chất lượng luôn. Như vậy ở trận đấu ngày hôm nay chúng ta đã thấy gọi là hai pha phản kích chất lượng rồi, một pha là 14.700.000 và một pha là hơn 12 triệu. Đấy, với mỗi một pha phản kích của A thì đấy, một con tướng trong team của người chơi Snake đều lên đường, và chúng ta sẽ cùng chờ đón đấy, em tướng Captain A của người chơi Snake cũng SV16. Khi mà hai con tướng Captain A đấy, cùng ra trận thì con tướng nào nó sẽ thể hiện tốt hơn nha anh em nhé. Captain A của chúng ta thì có khả năng phản kích bằng đòn đánh đặc biệt ăn clone với 404% triệu sát thương, 404% sát thương. Cùng với đó, nếu như cái ấn là flame speed của em tướng Captain A của chúng ta là từ 3 trở xuống thì khi mà nhận sát thương nó sẽ phản kích bằng đòn đánh thường với 150% sát thương nha anh em nhé. Đấy, ok. Đây sẽ là pha ulti đầu tiên của Zoro Oni trong team của người chơi Snake. Đây, pha ulti của Captain A trong team của Snake này bao nhiêu đây? Như vậy là 11.200.000 sát thương anh em ạ. Lượng sát thương của các em tướng Captain A rất ổn định, và phản kích này lên này 7.400.000 này anh em ơi, ok chưa? Như vậy là với phiên bản Captain A của chúng ta anh em nhé, thì sau khi sử dụng đòn đánh ulti đấy thì nó sẽ chỉ có một lần phản kích thôi. Vừa rồi anh em có thể thấy là sau khi săn tóc đỏ tấn công thì Captain A của chúng ta là đã phản kích với 7.400.000 sát thương đấy, vào vị trí của em tướng săn tóc đỏ trong team của người chơi Zoro ở bên phải màn hình của anh em, và cái dấu ấn ăn clone thì nó đã biến mất luôn anh em ạ. Như vậy là với khả năng phản kích cái lượng sát thương cực kỳ cao thì rất là may là Captain A của chúng ta là chỉ có thể phản kích một lần trong cái turn đó thôi, chứ nếu mà nó có thể phản kích nhiều lần thì mình nghĩ là sẽ cực kỳ là khủng bố đến từ vị trí của em tướng A của chúng ta. Và mình thấy thì đây cũng sẽ là một cái hướng em tướng Captain A này hoàn toàn có thể triệt tiêu và tiêu diệt em tướng Oni Zoro của chúng ta. Nếu như anh em ở trong team khi mà PK gọi là một team với một team A của chúng ta, nếu có lượng nếu có cái tốc độ cao hơn em tướng Oni Zoro thì khi A ulti xong đấy, sau đó đến cái đòn đánh ulti của em tướng Oni Zoro trong team của đối thủ đúng không, thì Captain A hoàn toàn nó có thể ném một đòn đánh là ăn clone đấy cho tướng đối phương. Ok luôn, tí chúng ta sẽ cùng check lại một chút cái đòn đánh ăn clone này xem nó có bỏ qua cái gì không. Rồi, ulti của A 20.100.000 sát thương, cực kỳ là chất lượng luôn, đến từ đòn đánh ulti của em tướng A trong team của Zoro luôn đúng không anh em ơi. Đấy, chuyển sang bên server Hàn thì chúng ta được chứng kiến các cái đòn tấn công ulti cực kỳ là chất lượng đến từ Captain A, không như ở bên server châu Âu. Ui dồi, hồi lại 4.600.000 sát thương, một pha phản kích bằng đòn đánh đặc biệt từ vị trí của Captain A và em tướng Senoku, thủy sư đô đốc Senoku của chúng ta thì gần hết cây máu rồi anh em ạ. Rất là ok luôn khi mà di chuyển đến server Hàn. Lâu lâu mình cũng không nghĩ ra là thực tế là mình cũng có server Hàn ở trong máy, nhưng mà mình ít khi mình sang mình check ở bên server Hàn anh em ạ. Đấy, do vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng check bên server Hàn cái trận đấu bán kết này. Và nếu như anh em có nhu cầu thì ở video tiếp theo mình sẽ tiếp tục gửi tới anh em các cái trận đấu chung kết, và rồi mình sẽ tìm các cái trận đấu cực kỳ là hấp dẫn bên server Hàn. Đấy, lâu chúng ta không check thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều trận đánh hay đấy, ở bên server Hàn đấy, để gửi tới anh em nhé, anh em nhé. Ok rồi, như vậy là trận đấu giữa hai ASP16 của chúng ta đã bước sang turn số 4, và anh em thấy A của chúng ta đấm rất là thấm luôn đúng không? Đấy, máu tụt đi rất là nhiều. Đấy, ở vị trí đối diện của em tướng Captain A là em tướng thủy sư đô đốc Senoku của chúng ta với một cái skin đang cởi trần, và đặc biệt là em tướng Senoku của chúng ta thì rất là trâu luôn anh em ạ, với khả năng là tạo giáp tạo khiên đấy, và tăng kháng bạo, tăng kháng sát thương bạo kích rất là nhiều luôn. Nhưng mà với các cái đòn đánh của em tướng Captain A thì thật sự là cái đam mà các con tướng nhận về rất là cao luôn anh em ạ. Ok luôn. Hiện nay thì con tướng A trong team của Snake đang có 3 cái dấu ấn Flame Speed, và kể cả A ở trong team của người chơi Oni Zoro cũng đều có 3 cái dấu ấn này. Nếu nó nhận sát thương thì nó sẽ có phản kích nha anh em nhé. Ui ở thấm 1 triệu này. Như vậy là không có những pha liên kích tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng để ý. Rồi. Ok, đây. Đấy, ui giời, anh em thấy chưa? Vừa rồi là một pha phản kích bằng đòn đánh thường với 5.600.000 sát thương. Đấy, đến từ A của người chơi Zoro nha anh em nhá. Đấy, đấy chính là cái đòn phản kích bằng đòn đánh thường với 1.550.000 sát thương anh em ạ. À quên, 150.000 sát thương. Đấy anh em thấy chưa?
rất là chất lượng luôn đến từ vị trí của Captain A, và em tướng A của chúng ta sẽ kết hợp cùng với Nico Robin ấy, cùng với em tướng Dula Blitz sẽ là một trong những cái team có thể có khả năng là phản kích rất là chất lượng cho anh em luôn nhá, nếu như những anh em nào đam mê chơi phản kích gậy ông đập lưng ông. Tiếp tục là một pha ulti 16.900.000 sát thương ấy, và lại phản kích bằng đòn đánh thường ấy đến từ Captain A của người chơi Zoro. Và chúng ta tiếp tục có một pha liên kích tiếp theo với 10.200.000. Như vậy là A của Snake thì đã tiến A của người chơi Zoro lên đường. Vừa rồi thì sau cái pha sử dụng kỹ năng 1 của con tướng Sebakuma thì nó đã lại dính một phát gọi là phản kích của em tướng Captain A với 2.1 sát thương anh em ạ. Và ăn choáng luôn. Vừa rồi dính đòn đấy là ăn choáng luôn anh em ạ. Rất ok luôn. Đấy, như vậy là bên server chung thì mấy ngày nữa thôi, chỉ đến hôm nay chủ nhật rồi, thì đến ngày thứ 5 thì sẽ chính thức là ra em tướng Captain A ở bên server chung. Và mình có một con ác cũng có 900 vé, gần 1.000 vé, sắp xỉ 1.000 vé, thì mình cũng sẽ tiến hành đấy, chiêu mộ em tướng Captain A để đưa về team nha anh em nhé. Thực sự là rất là chất lượng luôn. Ok, trận đấu giữa hai Captain A của chúng ta thì đã gần ngã ngũ rồi, và phần thắng thì đang nghiêng về người chơi Snake. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là team chính. Ok đấy anh em ạ, lại một pha phản kích bằng đòn đánh thường đến từ Captain A. Và tiếp tục, đối với phản kích bằng đòn đánh thường thì nó không giới hạn anh em ạ. Tiếp tục. Ok rồi, lên đường. Như vậy là San Tóc Đỏ đã lên đường và tiếp tục là hồi sinh bằng cái nội tại anh em ạ. Bây giờ mình chỉ thích chứng kiến những cái trận gọi là nó em tướng Captain A của chúng ta phản kích bằng đòn đánh ăn clone thôi anh em ơi. Cứ phải phản kích mà mười mấy triệu sát thương mới 20 triệu sát thương nó mới chất lượng cơ. Hôm trước thì có một bạn gửi cho mình một cái đoạn trích đoạn nhỏ thôi với một pha phản kích bằng đòn đánh ăn clone của em tướng Captain A của chúng ta với 49 triệu sát thương anh em ạ. Rồi, phản kích một phát bằng cả cái pha ulti của Oni Zoro luôn, 49 triệu sát thương luôn anh em ơi, rất là chất lượng và quá là ok luôn. Ở trong trận đánh này thì chúng ta thấy là các cái pha phản kích là với bao nhiêu nhỉ, với 14 triệu rồi, hơn 14 triệu rồi. Hình như nếu mình nhớ không nhầm, trong trận này còn có một pha phản kích bằng 21 triệu sát thương nữa, nhưng không biết có phải trận này hay trận khác cơ. Để mình tiếp tục mình kiếm nha, và anh em hãy cùng quan sát con tướng Captain A của người chơi Snake để xem khi mà nó còn cầm cự sang cái trận đấu tiếp theo với cái team chính của người chơi Oni Zoro thì nó sẽ phản kích bao nhiêu sát thương nhá. Phản kích đi. Rồi, 3.9 triệu này. Đây là phản kích bằng đòn đánh thường nha anh em nhá. Cái dấu ấn đốm lửa kìa, Never 3 kìa. Nó chính là gọi là ba cái dấu ấn Flame Speed của em tướng Captain A của chúng ta. Đấy, còn lại khi mà nó trên 4 cái level ấn đó thì nó sẽ không phản kích bằng đòn đánh thường nhá. Ok, rất là trâu luôn. Luffy ra for Captain A, Chopper và em tướng Senoku. Ở đây nếu mà chúng ta đưa vào em tướng Sabo nữa anh em ơi thì chúng ta đã có ấy ba anh em Sabo, Luffy và A. Và với phiên bản Hero Gap của Hải quân nữa thì là chúng ta sẽ đủ gọi là ba ông cháu luôn anh em ạ. Thì quá là ok luôn. Rồi, tiếp tục 13.400.000 sát thương đến từ đoàn đánh ulti của Captain A của chúng ta anh em ơi. Đấy, bây giờ là anh em nào mà đam mê gọi là chơi team mà ba ông cháu, bốn ông cháu ấy, là anh em đã có thể là kiếm được bốn ông cháu rồi. Bốn ông cháu và anh em thêm Tony Chopper nữa là anh em sẽ đủ một team nhá. Bốn ông cháu gồm Tank, Zephyr rồi Boop Chopper đấy, và ba em tướng sát thương là Gap, A và Sabo anh em ạ. Rất là chất lượng và rất là ok luôn. Đấy. Không biết là tới này chúng ta có phiên bản tiếp theo của Sabo hoặc là phiên bản tiếp theo của Hero Gap không. Nhưng mà tuy nhiên là hiện nay thì theo cái mạch truyện thì Gap của chúng ta thì đang bị đóng băng bởi Kuzan anh em ạ. Sau khi giải cứu được Kobe, team của Kobe thì hiện nay Gap của chúng ta đang khả năng là bị bắt giữ rồi. Nhưng chắc là sẽ không chết đâu anh em ạ. Huyền thoại hải quân mà chết thì chắc là nó hơi khó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team số 3. Team số 3 của người chơi... Team số 3 của người chơi Oni Zoro của chúng ta với đội hình là Celio Green, Thủy sư Dodok Akainu và Perona này. À đâu, đây hình như mới là team số 2. Team số 2 của người chơi Oni Zoro thôi, với em tướng Crocodile dâu trắng và Wano Perona. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng chờ xem màn thể hiện tiếp theo của em tướng Captain A của chúng ta nhé. Ok. Rồi, đây vẫn là các cái tên đánh thường. Đấy, rất là thấm luôn. Mình sẽ check cho anh em xem là đối với em tướng Captain A, với cái dấu ấn Flame Speed này, A có thể này
nhận thêm hiệu ứng này bởi flam ship anh em ạ. Mình xin lỗi anh em là mình cứ gọi là flam speed nhưng thực tế là flam ship nha anh em nhá. Ok rồi, chúng ta sẽ cùng chờ xem em tướng captain này của chúng ta trong cái trận đấu tiếp theo này đấy có thể hiện được gì hay không nhá. Ok, như vậy là trận đấu bán kết của chúng ta diễn ra giữa hai người chơi top 1, mình xin lỗi top 2 và top 3 lực chiến bên server Hàn. Đấy, diễn ra đang rất là gay cấn luôn anh em ạ. Ăn miếng trả miếng rất là đều tay, hãy đến từ cả hai người chơi luôn. Rồi, Wano Perona này. Nếu một đội hình anh em nào thích đam mê tướng nữ thì chúng ta đã có một team rồi. Với em tướng đầu tiên đó đây chính là em tướng Wano Perona này. Em tướng thứ hai là chúng ta sẽ có em tướng nữ là Carrot. Em tướng thứ ba là chúng ta sẽ có Yamato. Em tướng thứ tư thì chúng ta sẽ có em tướng Nico Robin. Đấy, và như vậy là chúng ta toàn là tướng sát thương thôi. Với các phiên bản là tướng nữ thì chúng ta thấy là toàn tướng sát thương thôi. Và em tướng thứ năm thì chúng ta có thể em tướng nào nhỉ, sử dụng em tướng Nami. Đấy, nhưng mà toàn là tướng đam thôi anh em ạ, không có tướng búp và cũng chả có tướng tướng tanh gì cả. Nên là nếu như anh em chơi 5 em tướng nữ thì anh em hoàn toàn là phải dồn đam để cho chúng nó dồn tốc và chúng nó vả luôn vào mặt team của đối thủ luôn anh em ạ. Ok, như vậy là rất là gay cấn luôn. Tiếp tục là bước sang turn số 4 rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ lại, chúng ta lại cùng chờ các cái pha phản kích tiếp theo đến từ vị trí của Captain A của chúng ta nhá. Đầu tiên là sẽ phải là chiêm ngưỡng những cái pha ulti của Chopper đã. Ok, và đây. Ok anh em ơi, nào, như vậy là 5 triệu 7 sát thương tiếp tục liên kích. Sau pha liên kích này thì liệu có được 6 triệu sát thương không hay là 4 triệu? Ok, như vậy 9 triệu 4 sát thương. Anh em có thể thấy là với một pha liên kích cái lượng sát thương còn gần gấp đôi đấy, gấp rưỡi so với cái đòn tấn công đầu tiên. Thì đây nó có đi trái ngược lại với cả cái quy luật của Rune và Haki là gây 50% sát thương không đấy. Bởi vì là hiện nay anh em biết là đối với em tướng Captain đây thì sau khi nó sử dụng đòn đánh ulti thì nó sẽ búp một cái dấu ấn là bonus attack. Đấy, bonus attack duy trì trong cái turn đó. Khi mà A của chúng ta liên kích thì con tướng A của chúng ta sẽ được tăng là 50% sát thương nếu nó ở hàng sau. Nên ở đây nó lý giải tại làm sao là cái pha tấn công tiếp theo của em tướng Captain đây trong cái pha liên kích mà nó lại gây được cái lượng sát thương là còn khủng hơn đấy so với cái đòn đánh đầu tiên của em tướng Captain đây anh em ạ. Rồi, hiện nay thì A của chúng ta vẫn đang có một cái dấu ấn đốm nửa là Unknown anh em ạ. Ok, như vậy là chuyển sang turn tiếp theo. Chuyển sang turn tiếp theo thì như vậy là đã bị reset rồi. Cái dấu ấn đốm nửa của Captain A thì chúng ta đã không còn nữa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón team chính của người chơi Onizoro với đội hình một em tướng tanh Bergy full SP. Đấy, anh em cứ hỏi là Bergy có ngon hay không. Có ngon hay không thì anh em cứ nhìn trong team của server Âu, bên server Trung và bên server Hàn. Đấy, các người chơi top hiện nay các bạn ấy đều chơi em tướng Bergy full SP. Đấy, đưa vào trong team rồi. Đấy, và với ba em tướng sát thương Shiki, Onizoro, Jinbei và một em tướng bút là Wano Mako. Đấy, em tướng Bergy của chúng ta thì thật sự là mình chưa nghiên cứu sâu về em tướng Bergy, nhưng mà thấy bảo là có năng lực của trái chop chop, gọi là có cái khả năng là né tránh và miễn giảm sát thương cực kỳ là hiệu quả luôn. Với những cái đòn đánh ulti của em tướng Onizoro thì em tướng Bergy của chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng là thoát án tử. 46.800.000 sát thương đến từ đòn đánh ulti của em tướng của em tướng Onizoro anh em ơi. Đấy, và một pha đấm trả đấm vào mặt luôn với 6.800.000 sát thương của đòn đánh của kỹ năng 1 luôn. Không biết là chúng ta có được chứng kiến thêm pha phản kích nào đến từ vị trí của Captain A nữa hay không đây. Mình rất là muốn có một pha phản kích mà đập vào mặt của mấy cái con tướng gọi là hot tướng hiện nay, ví dụ như là Onizoro này, hoặc là San tóc đỏ này, hoặc là Jinbei này. Đấy. Ok, 8.1 triệu sát thương. Anh em thấy là Captain A của chúng ta cũng rất là trâu luôn. A của chúng ta nếu mà full SP thì có khả năng là bật cái dấu ấn Nasten là 2 lần, tức là miễn tử 2 lần nha anh em nhé. Đồng thời nếu như Captain A của chúng ta là khi mà nó hết cái dấu ấn, ôi thôi đi rồi, vừa rồi thì ông Onizoro mình đang định nói thì ông Onizoro ông ý tiễn con tướng Captain A lên đường rồi. Tức là nếu như em tướng Captain A của chúng ta miễn tử 2 lần xong đấy, và nó có 9 cái dấu ấn là Flame Seed thì nó sẽ có thể là chuyển hóa 9 cái dấu ấn Flame Seed đó thành một lần Nasten, tức là tối đa là em tướng Captain A của chúng ta sẽ có thể miễn tử 3 lần
đấy, trong một trận nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương ở trong trận đấu đầu tiên. Anh em thấy là với hai turn A của chúng ta gây ra được lượng sát thương là 31.820.000 sát thương này. Tiếp tục sang trận đấu số 2 vẫn là Captain A với 48.460.000 sát thương MBV, tuy nhiên là phải kể đến là Nico Robin bên kia với phản kích bằng đòn đánh ulti 69.950.000 sát thương cả. Ở trong trận đánh số 3, tiếp tục hai em tướng Captain A của chúng ta làm chủ trận đấu với 111.150.000 sát thương đến từ A của SDEC. Trận đấu số 4 tiếp tục là A với 34.970.000 sát thương MBV, và ở trận đấu cuối cùng đấy, phải khi gặp đến em tướng là Onizoro 70.600.000 sát thương thì mới MBV được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng check em tướng Captain A một chút đấy của người chơi VIP 15 Zoro của chúng ta. Hiện nay đang SP 16 này, các chỉ số con này là sát thương bạo kích 286% cơ mà, bạo kích là 56%, Haki niên kích và thần lực chấn động neo vào 4. Rune hiện nay tăng sát thương bạo kích 36%, như vậy là vào trận thì con này nó sẽ phải tăng lên vào khoảng xấp xỉ 330% đấy, cái tỷ lệ sát thương bạo kích. Ngoài ra có một xuyên giáp neo vào 3, tiếp theo là nhạy bén, và đây đấy, khi mà sử dụng đòn tấn công thường nếu như mà đòn đánh bạo kích đấy, đây là em tướng Captain A của người chơi top 2 lực chiến nha anh em nhé. Còn đây là con tướng Captain A của người chơi top 1 lực chiến. Trời anh em ơi, cũng full SP luôn, 271% sát thương bạo kích, 61% tỷ lệ bạo kích. Haki thần lực chấn động, rune liên kích, và khi mà bạo kích thì sẽ tấn công thường. Em tướng Captain A của chúng ta tấn công thường rất là thấm luôn, nên anh em như hôm trước mình vẫn bảo anh em là chúng ta nên bui thêm một cái này, thêm cái này vào một cái là khi mà tiêu diệt tướng đối phương thì sẽ sử dụng đòn tấn công thường anh em ạ. Thì đấy chính là một cái hướng bui của em tướng Captain A là như vậy anh em nhé. Rồi ok anh em ơi, ở video ngày hôm nay thì mình đã gửi tới anh em một cái trận đấu rất là hay đến từ hai em tướng Captain A của hai người chơi top 2 và top 3 lực chiến bên server Han với full SP 16 rồi anh em nhé. Anh em đừng quên là trên kênh của mình thì hiện nay đang có một Event mini game đến từ video mình gửi tới anh em buổi chiều tối ngày hôm qua nhé anh em nhé. Cũng về Captain A, nhớ tham gia mini game để buổi tối ngày hôm nay 18:30 tổng kết đấy, và người chơi may mắn sẽ được phần một phần quà giải đặc biệt là 50k và hai phần quà giải khuyến khích là mỗi phần quà là 20k nha anh em nhé. Ok anh em ơi, xin chào anh em nhé.